Hi, xin chào mọi người. Mình đang đứng ở đường Havelock. Đây là quán Bakute, Yahoo Bakute. Đây là quán Bakute mà có người Việt Nam mình làm việc trong đó nè. Hôm nay mình sẽ vô đi ăn rồi mình sẽ quay phim lại để giới thiệu về cái món Bakute trứ danh ở đây cho mọi người biết nha. Đây là phía bên ngoài của quán nè. Còn đây là phía bên trong. Bây giờ thì ông xã của mình đang order Bakute nha. Mẹ ơi ngại ghê vậy, lâu lâu đến đây cái quên mất cái cách mà để order cái gọi nhân viên ra. Mà em này chắc không phải người Việt, thế là em này chỉ vô cái tờ giấy order. Bây giờ chồng của mình đang order Bakute. Đây là Bakute với cơm trắng của tụi mình đã ra rồi đây. Rất là ngon lành cành đào. Bây giờ thì mình bắt đầu mình ăn phần ăn của mình đây. Lần nào mà hai vợ chồng của mình đến Singapore thì cũng phải nhất định ghé cái quán Bakute Ya In Hua ở đường Havelock để ăn Bakute. Tự vì á, ở đây á, thứ nhất á, là cái quán này rất là lâu đời rồi, rất là lâu năm rồi và rất là có tiếng ha. Rồi á, Bakute ở đây á, theo chồng mình nói á, thì á, cũng khá là ngon. Rồi bao giờ ăn á, thì cũng có một cái tiêu chuẩn ngon y chang như nhau vậy á, chứ không phải là mình ăn á, thì hôm nay thì nó khác, còn qua ngày mai thì cái vị của nó khác. Không có như vậy ha. Ở đây á, mỗi phần ăn á, là trung bình khoảng 7 đến 8 đô sinh. Nếu như mà so ra với cái mức thu nhập bình quân của người Việt Nam mình á, thì cái mức giá này nó hơi cao đúng không mấy bạn? Nhưng mà ở Sinh á, với cái mức thu nhập bình quân của người ta á, thì một bữa ăn ở đây á, thì chấp nhận được. Đấy, như hôm nay hai vợ chồng của mình ăn gọi một tô Bakute gồm hai miếng sườn ha. Rồi cái tô kia á, là phèo với lại ruột non á, thì với lại hai chén cơm trắng với lại một tô cải chua xào có giá là 37 đồng 10 sen. Rồi ăn cái bữa ăn này là coi như là no vững bụng cho tới tối luôn á mọi người. Ở đây á, mấy lần trước mình đến á, cái thời gian mà trước khi mà có nàng Vi á, thì mình có gặp hai bạn gái người Việt Nam đó, hai bạn này rất là dễ thương. Nhưng mà những lần sau này á, mình đến thì mình không còn gặp hai bạn này nữa mà chỉ có những em trai thôi. Y như hôm nay á, mình nghĩ là cũng có một em trai là người Việt Nam á. Tự vì qua cái cách mà nói chuyện bằng tiếng Trung á mọi người, thì mình có thể nghĩ là em ấy là người Việt Nam đó. Nhưng mà do là mình ở đây á, cái không gian của nó thì nó không có ồn ào náo nhiệt. Nhưng mà mọi người á, khách ăn rồi lẫn nhân viên lẫn chủ quán ai cũng vui vẻ mọi người. Đấy, cho nên á, mình cũng không có bắt chuyện để nói chuyện, mình chỉ chăm chú ăn thôi. Ở bên Sinh này á, mọi người vô trong quán ăn á, nó khác hẳn với cái không khí bên Việt Nam. Ở bên Việt Nam á, thì ăn uống lào xào, rồi người ta không có cái cách mà để order gọi món, cho nên lúc nào cũng phải ồn ào lớn tiếng. Còn bên Sinh á, thì cái nào nó cũng có quy củ mọi người. Y như mình đến á, thì mình chỉ cần lấy cái tờ giấy rồi xem menu, mình ghi cái món ăn vô, rồi nhân viên á, sẽ lại bàn của mình lấy cái tờ menu của mình đó, rồi người ta bưng đồ ăn ra, rồi người ta đưa cho mình cái phiếu dạng như là xác nhận đặt món ăn á. Mình ăn xong rồi thì mình cứ đem cái phiếu đó lại bàn tính tiền để tính tiền mà thôi. Cho nên mình trong lúc mà mình quay phim này á, thì mình chỉ lo ăn thôi chứ mình không có nói chuyện được, tự vì mình ngại gây ồn ào á. Đó, bây giờ thì mình chuẩn bị mình ăn cái miếng sườn Bakute nè. Thật sự với mọi người á, nếu như mà sau này hai vợ chồng của mình mà có kinh doanh một cái gì đó Việt Nam á, thì mình thích kinh doanh cái món ăn Bakute này lắm. Mình muốn chỉ cho người Việt Nam ăn cái món ăn rất là phổ biến, phải nói gọi là truyền thống á, của người Trung Quốc ở Malaysia và Singapore. Thì cái cách nấu Bakute này á, nó không có vất vả hay là khó khăn gì đâu mọi người. Chỉ là hầm ha, hầm cho mềm cái thịt sườn. Rồi mình sẽ dùng những cái gia vị, nhưng mà đa số nấu ở đây là mình dùng cái gia vị để nấu Bakute. Đó.
rồi cứ hầm lâu lâu, rồi nếu mà nấu ở nhà mình á thì mình còn hầm chung với lại nấm hương với lại đậu hũ nữa. Còn ở đây thì người ta không có hầm chung với nấm hương và đậu hũ. Thời gian sau này á, thông qua coi cái video của anh Hy Hồ Mai Lai á, thì có một lần anh quay một cái video mà một cái hội chợ ở Sài Gòn á, thì mình thấy có một cái gian hàng, cái gian hàng bán hàng nhập khẩu của Malaysia là có bán cái gói nấu món ba cô tê này nè. Cho nên mình nghĩ là cũng có rất là nhiều người Việt Nam ha. Thứ nhất là họ có thể là đến xin hoặc đến Mã Lai chơi. Rồi thứ hai là họ có thể là có người nhà lấy chồng ở bên Sinh và Malaysia, thì họ có dịp ăn cái món này thì họ sẽ biết nấu cái món sườn ba cô tê này. Nhưng mà mình nghĩ là đa số những người Việt Nam khác thì không có biết ăn cái món này đâu. Cho nên y như hồi nãy mình nói, nếu như mà có thể mà buôn bán một cái món gì đó Việt Nam thì mình thích nấu cái món ba cô tê này để nấu lắm. Ăn cái này á, ngon, bổ, rẻ mà nấu nó đơn giản á mọi người. Chẳng hạn như cái quán mình ăn nè, là có từ rất là lâu đâm á. Đấy, mình vừa mới ăn cái miếng tỏi ha. Thì nấu ba cô tê này á, thì không thể nào thiếu tỏi được. Tỏi mọi người càng nhiều thì nó sẽ càng tốt. Tỏi á, mình sẽ chỉ rửa thôi chứ không có bóc vỏ lụa ha. Thế là cứ bỏ y một cái củ tỏi to vô nấu. Ở nhà mình á, nhiều khi mình nấu cho hai vợ chồng mình ăn thôi nha. Mình có thể nấu nửa ký sườn và khoảng 4 đến 5 cái củ tỏi to mọi người. Đấy, mình á, thì từ ngày mình lấy chồng rồi thì mình cũng... Tổng thiệt hại là 37 đồng 10 sen. Mấy hôm nay á, mấy những lần sau này khi mà là quán này ăn á, mình không bao giờ mình cho tiếp hết. Lúc trước á, khi mà quán còn hai bạn cũng ở Việt Nam bán á, thì mình mới để tiếp thôi, tiếp 5 đồng. Bây giờ mình lại đây là mình không có để tiếp nữa. Nói chung là có điều kiện á, qua đây để có nhiều thời gian hơn với ông xã mình á, làm điều nhất rồi, chứ không phải là mình quá dư dả để mà đi du lịch bởi vậy. Dạo thời gian sau này là không có đặt tiền.